chào mừng em trở lại kênh Trai Lợp với tên nhà Đức nha. Hôm nay mình đã review được cảnh cho các bác, chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người là mua còn sớm của xe QKR 270 đời 2020. QKR 270 đời 2020. Dòng điện này là dòng điện 12V các bạn nhá. Còi theo xe của nó thì rất là bé, nó kêu tin tin. Và còi theo xe nằm ở vị trí nào thì đây mình sẽ chỉ cho các bạn. Còi theo xe thì nó sẽ nằm ở trong biển số. Các bạn tháo biển số ra các bạn sẽ thấy còi, nhưng mà chúng ta đấu không cần, chúng ta tháo được không tháo được để lên được. Chúng ta quan trọng là cái dây lửa của nó thôi. Đấy, đây là nguồn điện của nó vào còi này. Chúng ta sờ vào trong góc bên này, chúng ta sẽ thấy cái nguồn điện vào còi các bạn này. Đó, ở góc ngoài bên này nhá. Còn đây là mình đang chia sẻ kinh nghiệm đấu thôi. Còi sen thì toàn bộ chiếc xe QKR 270 thì là nó đã có zone sẵn ở trong bảng điện rồi. Chúng ta chỉ việc đấu một dây lửa vào thôi, còn mát đi cho chassis. Đó, chúng ta đấu như này các bạn này. Chúng ta lấy lửa trực tiếp vào chân còi, quấn vào chân còi luôn này. Đó, chúng ta bắt trực tiếp vào đây. Chúng ta chỉ cần chơi một dây lửa ở cái điện ra vào còi này thôi là nó sẽ kêu các bạn nhá. Đây chưa? Đấy, ông 6 cho đấy ông 8 nhá. T12 đi lắp đi ạ. Đấy, T12 là ông 8. Đấy, hai vị trí vẫn còi đẹp nhất. Tí mình phải lắp vào mình chỉ cho các bạn. Chỉ ở bên phụ này, có đông này. Chỉ ở bên sữa xe có đông này. Hai vị trí lắp còi đẹp nhất của QKR 270. Đấy, QKR 270 thì chúng ta lắp điện 12V các bạn nhá. Đây, còi theo xe thì rất là bé luôn. Còi theo xe nó bé tí, nó nằm ở trong này này các bạn ạ. Chúng ta chỉ lấy dây lửa thôi. Chúng ta chỉ cần luồn người xuống dưới một tí là chúng ta sẽ thấy cái dây lửa còi luôn. Rất là đơn giản các bạn nhá. Chúng ta cắt cái dây lửa đó ra và đưa vào cái còi trong xe là nó sẽ kêu luôn, chứ không cần phải đấu thêm bất kỳ con dây nào cả. Đó là kinh nghiệm đấu còi của xe QKR các bạn nhá. Sau khi đấu xong thì chúng ta chỉ việc lấy cái dây lửa cho vào đấy các bạn nhé. Cho vào dây đây, lấy cái dây lửa cho vào chân còi là kêu luôn các bạn nhé. Một dây thì cho vào mát này. Mát thì chúng ta cho thẳng trực tiếp vào chân còi luôn. Còn dây lửa thì chúng ta lấy từ cái dây nguồn lửa từ bắt đầu còi còi điện các bạn trích ra. Đấy, vì dây này là có dơ le còi rồi, chúng ta chỉ cần trích cái dây lửa cho vào dây lửa trong hai đầu còi là kêu luôn các bạn nhé. Đó, đây là kinh nghiệm đấu cái còi sên này các bạn này, rất là đơn giản luôn. Hai vị trí lắp đẹp nhất của Isuzu QKR ở vị trí này. Anh bắt đó, rất đơn giản luôn. QKR 270 đây, vì anh trai bắt lại thì ok. Mình sau khi một lúc sau thì mình đã đấu cho anh trai xe mới cứng từ hãng ra các bạn nhá. Đấy, bọc vô lăng thảm tắp lô 6D